Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Vương Nguyên Si. Và hôm nay Vương chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể quét tìm UID thành viên nhóm, UID bạn bè, UID bài viết, rồi UID comment, like, share của bài viết thay thế cho Symbol UID nhé. Trước đó thì thằng Symbol UID là một cái tool miễn phí để cho anh em có thể quét được UID thành viên nhóm rồi làm các ứng dụng khác. Tuy nhiên thì gần đây chính sách mới của Symbol UID là người ta đã tính phí rồi. Và chính vì vậy thì anh em rất là khó khăn trong cái câu chuyện là đi quét được cái thành viên nhóm. Nhiều anh em làm những công cụ thay thế như Fplus. Tuy nhiên thì cũng là một cái công cụ mà phải tính phí và vài trăm nghìn để thay thế cho cái hoạt động này. Thì hôm nay Vương sẽ chia sẻ với anh em cách để chúng ta tìm UID trên một cái nền tảng online. Thì cách này làm thì chúng ta sẽ gần như là không mất phí hoặc phí rất là thấp nhá. Thì cách làm thì anh em truy cập cho Vương vào trang web tìm uid.com. Khi em truy cập vào tìm uid.com này thì chúng ta sẽ kích vào đăng nhập qua Google, tức là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái tài khoản đúng không? Thì đây là cái tài khoản mới của Vương luôn, thì Vương đăng nhập thông qua Google luôn, thông qua Gmail luôn. Đây, sau khi chúng ta làm các bước đăng nhập thì tài khoản của chúng ta sẽ được cấp một cái hạn mức miễn phí là 10.000 đồng. Được chưa? Thì sau khi các bạn mức miễn phí là 10.000 đồng rồi thì ở đây chúng ta sẽ có nhìn này. Nó có các cái chức năng tìm kiếm UID. Thứ nhất là tìm nhóm Facebook này. Thứ hai nữa là quét thông tin nhóm từ file này, lấy UID thành viên nhóm này, lấy file UID thành viên nhóm này. Rồi tìm UID thành viên nhóm, rồi tìm UID comment like share bài viết, tìm UID bạn bè, thống kê comment trên bài viết, thống kê lượt share trên bài viết, vân vân. Có rất nhiều công cụ ở đây. Thì chủ yếu ở cái trang này thì Vương làm cái công cụ là tìm UID thành viên nhóm. Thì để tìm được UID thành viên nhóm thì chúng ta cần phải cài một cái extension vào trong trình duyệt Chrome của chúng ta. Thì bằng cách là chúng ta sẽ tải cái file này về và giải lén nó ra. Thì đây Vương đã tải về rồi, anh em kích vào này. Đấy, và tự động nó tải về thôi. Thì sau khi tải về rồi thì anh em giải nén nó ra. Đây, tải nén. Sau khi tải nén rồi thì chúng ta vào phần cài đặt của trình duyệt Chrome. Sau đó chúng ta vào phần tiện ích. Thì tại phần tiện ích này anh em nhớ bật cho Vương cái chế độ nhà phát triển lên, bật nó lên. Sau khi bật chế độ nhà phát triển rồi thì anh em tích vào tải tiện ích đã giải lén. Và tìm đến cái file tìm UID đây. Khi mà chúng ta tải nén tên nó như này, anh em phải kích một lần nữa để vào bên trong. Nó có một cái thư mục này, anh em tích vào nó và chọn là Select Folder ở đây. Thì ngay sau khi anh em chọn Select Folder ấy, thì cái tìm UID nó được gắn vào trong cái trình duyệt Chrome của chúng ta. Thì bằng cách là chúng ta tích vào hình miếng bánh này. Xong sau đó chúng ta bật ghim nó lên. Chưa? Khi bật ghim rồi chúng ta quay lại cái trang tìm UID này, chúng ta F5 nó lại. Thì như vậy là nó có cái giao diện phần nhập link nhóm ở đây. Rồi. Thế thì để quét được thành viên nhóm mình lúc này chúng ta đơn giản thôi, chúng ta vào Facebook, xong chúng ta đi tìm một cái nhóm nào đó. Giả định ở đây Vương có những cái nhóm, xem là có nhóm nào Vương đã tham gia chưa? Chưa tham gia. Thường thì chúng ta lên tham gia nhóm, sau đó thì chúng ta hãng quét nhá. Nếu mà anh em mà không tham gia nhóm quét thì đôi khi là nó hay bị các cái lỗi. Thì đây chính là cái Facebook chính của Vương đây. Thì tại Facebook chính này thì Vương vào những cái nhóm mà Vương đã từng là thành viên của nó, Vương sẽ quét, phải chưa? Giả định Vương quét cái nhóm này. Vào trang tìm UID đây. Tìm thành viên nhóm đây. Mình dán cái link thành viên nhóm vào. Sau đó mình quét chữ, mình kích vào chữ tìm thành viên nhóm. Đấy, nó báo là 100 đồng một lượt này. Chi phí không đáng bao nhiêu cả, đúng không? Có 100 đồng một lượt mà chúng ta đang được miễn phí là bao nhiêu? 10.000 cơ mà. Anh em quét thoải mái nhé. Đấy, thì khi kích vào nó quét thành viên nhóm này. Đấy, nó sẽ quét cho chúng ta. Quét này, Facebook này, tên Facebook này, 20 UID rồi. Đấy, tốc độ quét nhanh hay chậm ấy, nó cũng phụ thuộc vào cái nhóm đó. Nó nhiều nhóm, có những cái nhóm quét sẽ rất là chậm. Mình cũng không rõ, nhưng mà tốc độ nhanh hay chậm thì nó phụ thuộc vào cái nhóm đấy anh em. Đây anh em nhìn thấy vừa nói qua đã được 60 UID rồi. Ví dụ như bên này Vương đang quét trước này này. Bên này Vương đang quét trước đây thì đang được là 2.330, 2.340 rồi. Đấy,
Sau khi chúng ta quét xong rồi thì chúng ta chỉ kích vào phần lưu UID thôi, và lưu nó ra ngoài desktop. Đây Vương lưu ví dụ cho anh em xem. Khi chúng ta lưu thì nó vẫn cứ quét thôi. Đây, thì sau khi chúng ta quét này, chúng ta lấy được cái danh sách UID và chúng ta ứng dụng theo đúng như là video trong cái video hướng dẫn số 6 của Vương đấy, thì anh em có thể bắt đầu quay trở lại công việc anh em làm bình thường nhé. Ok, và phần chia sẻ kiến thức về quét UID thành viên nhóm hay quét UID bài viết vân vân của Vương đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy video này hay để lại một like, một comment nhé. Và trong trường hợp anh chị em quan tâm đến việc mua phone farm, bóc phone farm cho mọi nền tảng, từ Facebook, từ TikTok, từ YouTube, rồi chơi game, đào coin hay nuôi ạc tele, Zalo, X vân vân, bất kỳ một nền tảng nào thì anh em có thể IB cho Vương theo số điện thoại ở phần màn hình nhé. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.